Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức hay. Trong cái video ngày hôm nay, Kiến thức hay sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái nỗi khi các bạn shut down cái máy tính của các bạn nhưng máy tính vẫn không tắt hoàn toàn, nghĩa là màn hình tắt nhưng cái nút nguồn nó vẫn nhấp nháy. Nếu như các bạn muốn tắt hẳn thì các bạn phải dí vào cái nút nguồn đó một vài giây để cho nó tắt hẳn. Sau khi tắt hẳn thì các bạn có muốn bật lại được thì các bạn mới bật được. Nếu như các bạn không tắt hẳn thì các bạn không bật được máy tính lên. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách khắc phục cái lỗi này. Ok, chúng ta vào việc thôi. Để khắc phục cái lỗi nhấn shutdown nhưng máy tính vẫn không tắt hoàn toàn thì đầu tiên là chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta mở cái control panel ra, nha các bạn nha. Đây. Control panel. Sau đó các bạn để ý, các bạn nhớ là cái mục view by này các bạn để ở cái mục category nhá, Đấy thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ có những cái mục như thế này thì các bạn để ý ở cái mục là hardware and sound, các bạn kích vào hardware and sound này nhá. Sau đó xuất hiện một cái hộp thoại hardware and sound. Các bạn để ý ở cái mục power option. Đấy, power option này có biểu tượng cái pin này với cái dây cắm này. Các bạn di chuyển ra cái phía giữa của nó có cái một cái dòng là trên watt the power button do trên watt này. Trên watt the power button do. Các bạn nhấn vào đấy. Ok. Sau khi nhấn vào đó thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng system setting. Thì các bạn click vào trên setting that are currently unavailable. Đấy các bạn click vào trên trên setting. Sau đó các bạn để ý ở phía dưới cái mục shutdown setting này, nó có một cái mục turn on fast startup requirement, tức là đấy thì các bạn bỏ tick ở cái ô vuông ở trước cái dòng turn on fast startup này đi. Ok, sau đó các bạn nhấn server, change rồi. Ok, như vậy là trên đây là các cái bước để khắc phục cái lỗi mà các bạn nhấn chọn shutdown nhưng máy tính nó không tắt hoàn toàn. Mặc dù màn hình đã tối đen nhưng cái nút power, cái nút nguồn nó vẫn nhấp nháy, nó vẫn xanh và nó nhấp nháy. Thì nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ có một vài bước thôi. Đấy. Thì trên đây là cái nội dung mà Kiến thức hay muốn gửi đến các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Kiến thức hay cũng như để nhận được những cái thông báo mới nhất khi Kiến thức hay phát hành những cái video chia sẻ về kiến thức cũng như cập nhật các cái thông tin mới nhất về cái mảng máy tính, công nghệ và một số cái mảng khác. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.